Sau khi lên ngôi, Tần Thủy Hoàng, 259210 TCN, nghe quan phủ bẩm tấu ở Tây Vực, Trung Á ngày nay, có hiện tượng lạ. Cụ thể, người đột tử ở nước Đại Nguyên sống lại sau khi được chim thả một loại cỏ lên mặt. Tần Thủ Hoàng lập tức sai người mang cỏ đi hỏi Quỷ Cốc Tiên Sinh, một bậc hiền giả ẩn cư lâu năm. Ông cho hay đó là cỏ bất tử, xuất xứ từ Tổ Châu ở Đông Hải. Tổ Châu là vùng đất thần tiên cư ngụ theo thần thoại Trung Quốc cổ đại. Cỏ mọc ở ruộng quỳnh, còn được gọi là dưỡng thần chi, lá giống lá củ những. Chỉ một cọng cỏ có thể cứu sống hàng nghìn người. Tần Thủy Hoàng nghe xong, liền phái Từ Phúc mang theo 3.000 bé trai bé gái và ngồi thuyền ra biển để tìm cỏ bất tử. Sau khi lên ngôi, Tần Thủy Hoàng, 259210 TCN, nghe quan phủ bẩm tấu ở Tây Vực, Trung Á ngày nay, có hiện tượng lạ. Cụ thể, người đột tử ở nước Đại Nguyên sống lại sau khi được chim thả một loại cỏ lên mặt. Tần Thủ Hoàng lập tức sai người mang cỏ đi hỏi Quỷ Cốc Tiên Sinh, một bậc hiền giả ẩn cư lâu năm. Ông cho hay đó là cỏ bất tử, xuất xứ từ Tổ Châu ở Đông Hải. Tổ Châu là vùng đất thần tiên cư ngụ theo thần thoại Trung Quốc cổ đại. Cỏ mọc ở ruộng quỳnh, còn được gọi là dưỡng thần chi, lá giống lá củ những. Chỉ một cọng cỏ có thể cứu sống hàng nghìn người. Tần Thủy Hoàng nghe xong, liền phái Từ Phúc mang theo 3.000 bé trai bé gái và ngồi thuyền ra biển để tìm cỏ bất tử.